Nữa chứ. Gần 60 đúng không? À. Theo được không? Tập đấy. Đưa gần vô xin, cái điện thoại gần vô. Bị loạn gì đó. Em nhích nhẹ thôi là không theo rồi. Bước qua nặng mụn cho họ mà trừ đau móng luôn nè. Qua nặng mấy người dễ sợ quá. Theo được không thì tập thôi chứ vậy mới chỉ vui. Mà em để điện thoại sao phải tập gần vô xíu nè, rớt phải cẩn nữa, tập là tập cho chuẩn. Dạ
Rồi để gần vô lại. Nó hiện cao là nó đứng nên khó nè, đứng quay nó sẽ mỏi. Chắc hồi tiên thế ngồi hả? Đưa là đứa gần nó ép, ví dụ quay là anh sẽ đưa gần nó với nhau có xa gì đó. Lại mua nãy chứ, thêm chứ. Rồi lên chỗ. Okay. Okay. Okay.